cái cục sụn đó đó. Ừ. Nước lẩu. Sao rồi? Cái đấy người ta đã chế biến sẵn rồi. Mình nhận nó làm nóng lên. Nó còn. Cúp gì? Wow, cúp gì? Ăn trong bóng tối. Đúng. Đang tính ăn lẩu mà cúp gì? Xin chào mọi người, mình là Fanny, chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình. Và hôm nay thì mình sẽ bao nuôi hai ông Kim ăn một cái tiệm mà khá là hot dạo gần đây. Mình thấy là mấy anh chị nghệ sĩ hay review lắm, đó chính là Chicken Fire. Đó là của chú Colorman mọi người, chú Colorman. Và hôm nay thì mình đã order xương xương vài ba món về đây để hai anh kia ăn như dịp mùa dịch không có làm gì hết trơn á. Cho nên là bây giờ mình sẽ mở cho mọi người xem thử coi là ở đây có gì nhá. Bây giờ món đầu tiên, mình thấy ở đây ghi là gà nước tiêu hết nhưng mà không biết là món gì. Gà lá é, lẩu gà lá é. Đây, mình sẽ bỏ lá é và bún first nha mọi người. Rồi, tiếp theo. Thì ra là mình không có biết thích bóc mấy cái này cho nên mình cắt cho nó nhanh. Đây là gà nướng mật ong. Cơm gà hấp. Trời ơi, cái đùi to vậy mày. Đây là nước chấm. Sữa á. Xử lý còn một quần nữa. Ủa món này món gì ta? Hay là cũng là gà mà nửa con còn lại nè. Đúng rồi, gà luôn. Nào, ở đây là xôi chiên. Mình thích món này. Xôi chiên đó. Đây là gà lắc phô mai. Khoai đây, chảy máu rồi mọi người. À, đúng là bông hoa nào cũng có gai. Chảy máu rồi nè. Rồi, ok. Let's go, ăn thôi. Mình ăn gà. Mình cứ ăn thôi, còn thịt là để mình ăn, còn xương để cho lưu nha. Ừ, có gì đi. À, vậy cũng được. Mời mọi người. Mời mọi người, bây giờ sẽ ăn gà nướng mật ong. Có đồ chấm nè, sao không ai chấm vậy? Nè, có đồ chấm ở đây nhiều nè. Cái chân gà mà nó mềm lắm á bạn. Hôm bữa đi quay góc tóc Saber cho chị Sam á, là nghe đàn ăn cơm gà nướng rồi mà thấy thơm lắm, thèm dữ luôn á. Nhưng mà hôm đó mình cũng hơi no no cho nên là không có ăn. Hôm nay thì sẽ order về để ăn đó mọi người. Nghe chấm chung nhé. Thôi, cái chân gà nó thấm mật ong, ngọt ngọt. Ngọt mặn. Ngon. Thôi các bạn cứ nói đi để mình ăn. Hôm nay order mấy món vậy? Ngon đấy. Còn có một bịch chân gà nữa mọi người. Quên nói. Cảm ơn nghe hồi để bọc đệm viền. Trời ơi, quên một bịch chân gà ngâm gì nè. Tại sao? Không biết nữa. Thấy nó xài xài gì đó. Ngon quá. Nữa. Không ăn thôi, ăn cái gì nhiều thiệt. Nghe nhiều thiệt. Tốt quá mọi người. Mình cũng thích ăn thịt. Thì có mình tao không ai giặt của tao hết. Đúng rồi. Cái chấm cái này ngon dữ luôn á. Cay không vậy? Ớt không vậy? Không cay. Nướng. Ủa? Mấy bào hay gì? Trời ơi. Nướng. Ở trong đây mọi người có cái này là combo chân gà nướng, cánh gà nướng với lại mề với lại tim. Nói chung là mấy cái xương xương đúng không? Mề với tim với xương đâu đây. Có cái xương que gì nữa nè. Thì đó, xương que mề. Ủa, nhìn vào cái gà đã mặn nhỉ.
Ngon. Mềm. Thôi bây giờ ăn đũa. Nó bị sang trọng quá mọi người. Ăn không có ngon gì hết, thôi ăn tay nha. Bóc đi. Khó chịu nãy giờ, mọi người thông cảm nha. Mọi người thông cảm cho tụi mình nha, tụi mình ăn lông ở lỗ quen rồi. Dạ. Ăn bắp mới là ăn ngon lắm. Vị ngon trong từng ngón tay. Mềm ngon bắp. Cái gà ngon lắm hả? Có cắn gà nữa hả? Cái này là gì đâu? Thịt xiên. Em nhớ tụng ngon á. Nó trắng ngon lắm. Ngàn tức quá, cái cục xương thịt không ăn hết. Em để giờ đâu ngàn to ăn. Bình thường á mọi người, tụi mình ăn đùi gà mà tụi mình không ăn cái cục sụn đó đó. Cái gì? Nước lẩu. Nước lẩu chưa nước sôi. Sôi rồi. Chưa. Cái đấy người ta đã chế biến sẵn rồi. Mình nhận làm nóng lên. Mẹ con. Nước nẩu hả? Nè, nước chai rượu. Nước nẩu đó. Bạn mua đồ ăn mà bạn không order nước. Ừ ha, quên á. Thôi có nước suối chủ nhỏ. Colombia có hành một quán cà phê. Order nước hả? Nhưng mà nó không có chung chỗ. Quên á mọi người, này là thứ sóc của mình. Đúng. Ngon quá. Em nhưng mà như là đắp cay mà uống nước là nóng rồi, nhưng mà cay hơn sao? Không, nó sẽ giảm cay á. Thì. Ăn cái này đi. Không, không bạn không. Cái hàng nó cái đùi đó. Hả? Cái cắn mà mất nhận thức các bạn. Cái đùi nè. Cái này là cái cắn. Cái đánh rồi ơi. Cái đùi này nè. Cái này là đùi cánh. Thôi được rồi, để mình ăn cho. Rồi để mình mới nhìn. Coi ăn cái chân nữa không, tôi ăn đó. Ăn đi, không ăn chân. Đây ngon quá mọi người. Ăn mà ghiền á. Mùa dịch này order về nhà ăn là hết sảy của bà bảy. Ngon. Mới vào á. Ngon không? Ngon quá. Địa chỉ ở đâu vậy ta? Địa chỉ đâu vậy ta? Tập số hotline thôi. Có số hotline rồi mọi người. 1-800-088-839. Mọi người chỉ cần inbox vô bay chicken fire là mọi người sẽ được tư vấn mà. Nhưng mà ngon thiệt. Chứ giờ dịch mà, ở nhà để nó ship tới thôi. Giống như tao ăn xương đơn nhả xương chó chê. Còn người bình thường hơn ở nhà mà nuôi chó mọi người, chứ nuôi chó là nó cắn hoài quá. Nhà mình có con chó, mà con chó đó là con chó là tên chó nhưng mà nó là mèo. Hả? Cười chưa? Ngon quá, bây giờ bẻ ngoài ăn hoài, bỏ cho mọi người ăn chứ. Mà thôi mọi người ở đời gì nhà ăn xuống được luôn nha. Thôi, no rồi. Chúng ta đến lầu rồi. Cúp điện. Wow, cúp điện. Anh trong bóng tối. Đúng. Đang tính ăn lẩu mà cúp điện. Anh chỉ lên lên. Ủa nhưng mà chưa bỏ rau vô luôn á. Hai nữa mình bỏ rau vô nha. Mọi người cố gắng xem tụi tôi ăn trong bóng tối nha. Bóng tối chút chưa mà không sao đâu. Trời đúng rồi, lá é nó thơm cho nó. Phải đang lá é không? Lá é trụng. Ăn mùi vị giống Đà Lạt. Ồ, thèm Đà Lạt quá cho nên là phải order lẩu gà lá é về. Ở bên Chicken Fire mọi người có rất là nhiều loại lẩu luôn. Có lẩu măng. Lẩu gì đó đang quên rồi. Lẩu gà lá é, lẩu gì đó. Ngon. Má trụng vô thôi à. Lẩu gà lá é sở trường của anh. Sở trường là sao? Nãy giờ này. Sở trường là sao nữa? Đó là sở thích mà. Sở trường là cái gì mình đạt giỏi đúng không? Đúng rồi. Ủa sao lá é để to ở đây? Lá é thành phố. Nhìn giống trong cải quá. Nè. Ăn thử coi nó có giống mùi vậy không? Ăn như mùi lá é không? Ừ. Mùi hắc hắc. Nhưng mà lá é bỏ vô lẩu thì nó sẽ cay cay á mà. Cái này là cái gì? Cơm gà hấp. Cơm gà hấp. Ngon hả? Ngon lắm mọi người. Tại sao nhiều cơm gà như vậy? Thích. Có mấy cặp rồi á. Mình ăn thử gà. Gà lắc. Phô mai. Phải giặt nóng quá hả? Trời nãy rồi có mấy cái topping. Topping gì? Mình ăn bình thường mình ít để ý các thứ mọi người, tại mình không có ăn rau. Cải chua rồi nè. Nè, cái này là để chấm đậu gà lá é nè. Nước chấm lá é. Cái còn có mì, tôi chút coi men nữa mọi người. Đỉnh luôn á. Mì ăn liền hải sản. Cái này gì? Mì ăn liền chua cay, của chút coi men luôn. Chút coi men là làm một đế chế luôn. Nhỏ là thích ăn pha cay lắm mọi người. Xong mà kiểu lớn lên á, mập quá rồi không dám ăn nữa. Không dám không? Dạ, không dám. Cái đít này ăn không? Người ta nói là nhất đầu cắn nhì đít hả? Cái gì? Nhất thù nhì vĩ mà. Nhất thù nhì vĩ là nhất cái đầu nhì cái cánh. Ăn xôi. Ủa sao xôi nhì dần dữ? Ủa? Xôi bim bim nè. Nhì bim bim á.
Ngon rồi, cảm ơn. Ngon lắm, đi ngủ, bye bye. Ủa? Ủa gì ăn không nhanh hả? Ăn nhanh dữ vậy. Ai ngon thì trơn lỗ mà ngon rồi mọi người. Chưa gì nữa. Nhờ cái nâu rồi á, hồi nữa ra vô chục lần nữa. Hồi giờ có cái tiếp mà ăn cái cánh này mà bỏ vào miệng cái rút ra cột xương không á? Ôi, sao hay vậy? Ừ. Làm được. Si làm được á? Không được. Cái đó chắc là gà phải làm lục ra luôn á. Cũng hơi được được á mọi người. Tại vì cái chỗ này nó dễ dễ tháo ra. Mọi thấy những cái clip ăn người ta rất là sang chảnh nha. Ừ. Có được mình như ăn là phải bị ngon trên từng ngón tay mọi người nó mới ngon dữ vậy. Không như đó. Cô đen rồi, cô đen rồi, cô đen rồi. Ăn tiếp. Người có đèn là mất gì ra. Không gặp nó dùm em nóng quá. Thế bây giờ tưởng ăn thử cái cơm gà ngâm này được không? Được. Cái đũa, cái ngực, cái đầu đũa gắp một miếng làm tì, cái đó phải bỏ vào. Thật ra như bóc bóc rồi nó hư á mọi người. Ngon quá. Ăn không có điểm dừng luôn á. Ngon thiệt. Hôm bữa nhìn chị Sam thèm thùng bây giờ thì mình đã được trải nghiệm rồi mình. Bây giờ tôi sẽ khui cái hộp. Hộp nào cái bịch gõ gàng luôn á. Cái bịch nhưng mà cái này phải chân gà chứ. Chân gà. Khê lắm thấy à. Chân gà ngâm á. Hai bạn đã chưa no rồi. Chưa. Ui mình no quá. Ừ mình no quá. Xong chạy ra chạy vô ăn bắp nha mọi người. Chỉ để tôi xin một không. Quá sức. Trời. Đúng rồi. Ăn dễ lắm. Trong đây có xoài nữa nè. Đây bây giờ no quá không ăn cơm nổi luôn nè. Thôi để ăn nổi miếng cơm. Nhớ là một điều là mình chưa được ăn măng. Để xin măng đi. Thiệt trời. Ngon kỳ vậy. Cái bệnh này sinh ra để cho tôi á. Ừ, cay không? Cũng hơi hơi. Sau những tháng ngày tập luyện tôi đã ăn cay được. Ghê vậy? Dạ. Còn lá é không? Đó. Ủa, nhiều rau, nhiều măng, nhiều thịt, nhiều nước. Lùi nó rồi hả? Nó rồi hả? Ờ, được không ăn thịt đâu? Ăn măng cái rau thôi à? Cục măng nó chất lượng, giả mày nó to. Ăn thịt gà dính nhau rồi nè. Ê, cơm này ngon nha mọi người. Đúng rồi. Cay quá. Ủa, mới kêu thèm thèm biết ăn cay mà. Cay quá. Mới kêu thèm thèm biết ăn cay mà. Sau những tháng ngày tập luyện tôi đã ăn cay rồi. Tôi đã ăn cay rồi. Tôi đã ăn cay rồi. Mua bạc mọi người ơi, mua bạc mọi người ơi. Ủa gì vậy? Giới thiệu. Đang ăn cái mua bạc mọi người ơi. Tôi sẽ ăn thử một cục gà nét phô mai. Ủa, ăn gà lát gì không? Ăn vỏ. À, hãy ăn vỏ gì mọi người. Ủa? Phải chấm với cái kia kìa. Cái là tương ớt với lại mayonnaise. Ngon. Mập dữ luôn á. Mà ngon lắm á. Ăn cuốn dữ luôn á. Bảo đảm ăn không hết. Mình phải để đó thì chiều mình cùng quay. Ăn tiếp. Ừ. Ăn tiếp. Ngon quét. Cái này ở trên Đà Lạt là mình ăn không có điểm dừng luôn á mọi người. Đúng rồi. Thôi nhớ Đà Lạt quá. Ồ nhớ quá. Hết dịch mình đi Đà Lạt chơi. Thôi má, hết dịch ở trên nó đông lắm nha. Mình cứ ở đâu ở yên đấy nha các bạn. Cứ ở nhà thôi. Chừng nào mà thiệt là ổn định rồi hẳn đi nha. Đang tính là hả sẽ lên nó ở tầm 1-2 tuần lận á. Lên lên đất nó mềm mềm á. Tại vì nghe là đất nó ngọt xương mà. Dễ cạp. Miếng cơm quay. Cơm ok á. Mình ăn cơm không? Cơm này hình như nó hồng nước gà luôn á. Cơm gà. Cảm ơn Fanny vì bữa ăn ấm cúng. Ấm không? Ấm quá trời cúp điện. Ấm cái bụng. Ấm cái bụng. Ấm cái bụng. Mà ngồi coi tụi mình ăn tới bây giờ. Và mong là mọi người sẽ nhấn like, subscribe ủng hộ kênh của mình. Và nhớ là sẽ ủng hộ chicken fire của chú Coleman nha. Và bây giờ thì see ya, hẹn gặp lại mọi người. See ya. Ủa no mà. Ủa bye bye.